Mình là Kira và đây là video tóm tắt 100 ngày Minecraft sinh tồn siêu khó xây dựng đế chế trung cổ. Tiếp nối 100 ngày trước, mình đã học được rất là nhiều những cái công thức ở trong cái thời kỳ đế chế để mà xây dựng cường quốc, nhưng mà do phải bận hoặc công thức quá lâu cho nên là cuối cùng mình chỉ tạo ra một đội quân nhí nhí thôi, trông mặt thằng nào thằng đấy uy tín ứ chịu được, và thế là mình cũng chỉ chiếm được một vài địa điểm nhỏ thôi. Ở 100 ngày này mình sẽ cố gắng phát triển kinh tế, cố gắng xây dựng ra một đế chế đúng nghĩa, nhưng mà xong thì cuối cùng đội quân của mình đã đụng độ bởi một cái làng của những cái vị thần châu ứ chịu được. Và diễn biến câu chuyện như nào các bạn xem video sẽ rõ. Hiện tại thì mình vẫn đang trên chuyến hành trình đi cướp bóc của mình, và mình đã vô tình phát hiện ra một cái tòa thành. Ở đây có rất là nhiều lính gác canh giữ, nhưng ở bên trong nó có một cái tòa nhà, thì mình đoán rằng ở một cái nơi mà nó canh giữ nghiêm ngặt như thế này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều đồ sĩ, và mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều, triệu hồi đội quân ối rồi của mình ra để mà xâm chiếm cái tòa thành này. Thực ra thì mình cũng không biết là có ăn được hay không đâu, nhưng mà cứ vô thôi. Quân địch thì cũng không ai mặc giáp cả, nhưng mà kiếm của quân địch thì cực kỳ mạnh luôn, mặc dù toàn đồ cùi cùi thôi nhưng mà đam to hơn cái đồ kim cương của team mình ấy. Mà cái đám lính của team mình thì đấy, thằng nào thằng đấy thông minh chưa, ôi rồi ôi, nó trà trộn vào đây nó đánh cả cái thằng tướng luôn mà lính vẫn không biết gì luôn. Ôi giời, cái đám lính này không biết có trông chờ được gì hay không đây hả. Quân địch thì đứng đây mà không ai lại mà đánh cả, cứ phải để thằng tướng lao vào đánh trước mới chịu đánh theo cơ. Mà chán đời không, để cho an toàn mình vẫn phải đào những cái đường hầm, mặc dù là số đông đấy nhưng vẫn phải đi trộm đồ thôi, chứ bây giờ đi cướp đồ cái đám lính nó có lao vào đánh nhau đâu. Người ta bảo là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội đó. Ui giời ơi, nửa máu liền. Ôi giời ơi, tuy đông ấy nhưng mà nó có chán đời không. Nó đuổi theo cái thằng tướng mà cái đám lính cũng cảm giác như cái đám lính nó cũng đuổi mình luôn ấy, trong khi nó là quân của mình mà ta. Thiệt chứ, mình có cảm giác như là thêm cái đám này vô không có cái tác dụng gì, thà nó không giúp mình thì còn đỡ, còn đây là nhiều khi nó che khuất tầm nhìn các kiểu ấy đó, che khuất tầm nhìn mình không nhìn thấy kẻ địch đâu ấy, nhiều khi nó còn chặn lại mình lại cho kẻ địch đánh cơ. Nó không biết nó la vào mình làm gì nữa. Cái pha đấy mà mình không đặt kịp block thì chắc mình hẹo lên rồi. Đúng là đồng đội báo không à, cái biên đội nhà báo. Ơi mấy anh ơi, mấy anh làm gì đây, địch đằng sau lưng nhà mấy anh ơi, sao mấy anh dí hết đầu vào tường nhà mấy anh ơi, tỉnh dậy đi mấy anh. Trời ơi, nó tốn cơm tốn gạo rồi, còng lưng ra nuôi từng thằng một, cho một đống sắt để làm giáp sắt, xong mỗi thằng một để kiếm kim cương. Mà giờ thế này đây, kẻ địch thì bao vây mình, bọn này nó rảnh nó đi rồi, ở đây nó cũng bao vây mình luôn, trong khi nó là đệ của mình mà. À hình như nó rình mò thằng nào ở trong ấy, trông nó chán không. Ở đây giờ thì đánh phụ được chưa, ở đây đấy. Trời ơi, cái biên đội nhà báo. Trời ơi, nó không thể nào chia ra mỗi thằng đánh một đứa được ha. Cảm giác đông lính thế này mà cảm giác mình vẫn không được an toàn ý. Chán đời không. Ôi giời ơi, thiệt tình chứ, nếu mà bây giờ mình có một nằm lá ngón trong tay thì mình cũng phải vặt thêm tầm chục cái nắm nữa để mà nhét vào từng mồm từng thằng một. Trời ơi, một nằm lá ngón đối với bọn này là quá nhân từ rồi. Bọn này nhét vào mồm mình 10 lá này, cho nó nhai rộp rộp cho nó ngất chết vào đi. Thế nó lại quay vòng vòng này. Trời ơi, cái thằng tướng đang bị đuổi cho chạy tụt quần tụt dép, có cái gì rớt hết ra ngoài luôn rồi. Nó đi nghỉ dưỡng một hồi lâu nó mới quay lại, nó mới giúp thằng tướng. Đấy, xong nó lại nhìn vào mặt thằng tướng kiểu ngơ. Ôi giời ơi. Cảm giác nhiệm vụ của bọn này có nghĩa là mình chỉ đánh thằng nào nó sẽ đánh thằng đấy ấy. Còn cái việc mình có nguy hiểm hay không thì nó ế quan tâm. Cái việc mình có chết hay không nó chả quan tâm luôn. Địch đứng cạnh nó ế quan tâm. Nó chỉ quan tâm là mình đánh thằng nào thì nó đánh thằng đấy. Mình còn bắn cung trúng thằng nào thì nó cũng ế quan tâm luôn. Hay quá, đúng là đội quân nhà báo. Ôi giời. Ở đấy. Nhiều khi có thằng nó còn trà trộn vô cái đám kia mà mình không biết luôn á, đúng chán đời thật. Nhưng mà không quan trọng, sau ngày đám đánh rồi chúng ta sẽ bắt đầu cái nghề chính của chúng ta thôi. Giờ là cướp này chứ không phải là trộm nữa này, tại vì mình đã đánh hết đám đánh rồi. Cái nhà này nó được bao bọc bởi một cái thành lũy như thế thì đúng như mình nghĩ rồi, nó phải là như thế. Trời ơi, khổ cực bao nhiêu lâu thì cũng phải được quả ngọt chứ, phải đỡ sắt với kim cương đi chứ. Nhưng mà cái nhà này có bẫy hả? Ui giời. Ủa là bẫy hay là cái thằng này nó chui từ đâu ra ấy? Cho mà thôi kệ đi. Ủa như đây là cái bẫy á. Ôi giời ơi, lại còn làm bẫy nữa. Nhà này chắc chắn phải giàu. Ê, vừa mới khen giàu nha. Ê, vừa mới khen nha. Bắt đầu chê rồi đó. Mà thôi không sao, thêm được ít đồ ăn cho cái đám hâm hâm này nó ăn cũng được. Đấy, nó phải như thế này chứ. Ít ra là... Đấy. Ôi giời, quá ngon. Hợp lý luôn. Không uổng công các bạn ạ. Xem nào. Đây là một cái bẫy, mình đi theo cái bẫy xem nó có cái gì không. Mình nghi ngờ cái bẫy này lắm. Ui, nó còn một cái đường nữa này. Ui, Fry Resistance, hình như mình nghĩ đây là một cái bẫy nữa. Mình biết ngay mà lừa ai. Lừa ai? Người ta hành người mới chục năm rồi lừa ai? Đòi bẫy tôi hả? Bẫy người thường thôi chứ. Hình như rớt một viên xuống. Không sao, mình còn nhiều mà. Dăm ba mình cái bẫy này nhìn phát là biết rồi. Không có chuyện có thằng nào ngu có để kim cương cái này hết á.
Cái bẫy này thì ngày trước mình làm hoài, dám ma cái bẫy. Mình xử nốt mấy con lính còn sót lại ở bên tầng 1 thì mình quyết định sẽ lên tầng 2. Trên tầng 2 mình nghĩ lại là mấy con cung thủ thôi. Nhưng mà trên đấy nó vẫn có những cái món đồ kim cương mà mình cũng không thể bỏ lỡ được. Mặc dù mình đã full đồ kim cương rồi mà không cần nữa, nhưng mà không sao, mình cần thêm những cái đồ để mà sau mình nâng cấp cho cái đám lính của mình nó mặc cũng được. Mà thiệt tình chứ mình nghĩ mình lo cho bọn nó. Thế mà trong lúc mình đánh nhau trong kia thì có một vài thằng nó bị đói la ra ngoài đứng ấy này. Trời ơi, mới cái thằng đào binh, mới cái thằng côn. Trời ơi, cái thằng chủ thì khổ sở đánh nhau trong kia cướp bóc các kiểu, mấy thằng nó trốn khổ cái thân tôi không. Trời ơi, đấy mà đánh chiếm tầng 2 thì nó cứ mải đánh cái bọn kia, nó có biết là thằng tướng bị dượt đâu. Khổ sở. Nhưng mà không sao. Đấy, lại có mấy thằng nào binh xuống tầng 1 rồi. Nhưng mà công nhận là có bọn này thì cũng đỡ thật, đánh mấy cái tòa thành này cũng dễ hơn. Đó, mình chỉ việc chém xong mình chạy thôi thì mình cũng an toàn hơn nữa, chứ mắc công mình solo nó giết mình cũng khổ. Và bọn này nó ăn nhiều quá, mình nuôi không có xuể, thế là mình bắt đầu tấn công những ngôi nhà dân. Mình cảm giác là những ngôi nhà dân này sẽ có rất là nhiều thức ăn. Ở đây và lần này nó tự giác hơn rồi này, cảm giác cái bọn này nó khôn các bạn. Những cái tòa thành mà có những con lính canh mặc đồ xịn có kiếm các thứ là nó không có dám đánh. Còn những cái tòa nhà kiểu nông thôn lên này nó biết là nó khỏe thì nó mới la vô nó đánh. Trời ơi, nó cũng khôn phết. Tính ra cũng khôn phết nhờ. Không, cái này là quái vật chứ khôn cái gì. Để thằng tướng solo một mình là mấy cái thằng khôn lỏi. Nhưng mà mình sai lầm rồi sao ấy, nhà này sao lại có quặng thế này. Mà nhà dân thì cũng chả phải nể nang gì đâu, đập cửa mà vào thôi anh em. Trời ơi, đây thực ra cũng chẳng phải nhà dân đâu. Mình nghĩ đây là nhà của mấy ông thợ săn ấy. Nhìn giống lắm, giống nhà của mấy ông thợ săn kiểu đi ăn cướp trong rừng ấy. Nhưng mà kiểu là đội quân nhỏ, nó cũng không có lớn lắm cho nên nó cũng không sợ. Đấy, vô đây đập với phá. Trốn à, ui dồi ôi. Mình phát hiện ra thêm một cái đội quân khôn lỏi nữa, cái đội quân quái vật nữa. Trốn kìa, trời ơi. Ở mấy cái giường ở đây thì cũng không được bảo vệ bởi phép thuật, cho nên là mình có thể tha hồ đập thôi. Mặc dù mình chưa chiếm được cứ điểm nhưng mình vẫn có thể đập ra để mà lấy đồ. Nhưng mà nó cũng chỉ có vậy thôi. Và mặc dù đội quân của mình vẫn chỉ là đồ sát thôi, nhưng mình đã nâng cấp thêm một vài con nữa, giờ nó cũng đông đông hơn một chút. Thì quyết định thử sức với cái nghĩa trang này. Mặc dù mình biết trong này có rất là nhiều những con quái nó núp, nhưng mà không sao. Thứ tồn tại trong một đội quân là số lượng và chất lượng. Thì team bạn thì cũng chẳng có chất lượng nhiều đâu, cũng chỉ có số lượng thôi. Mà team mình số lượng là cũng đông nữa, cho nên là thôi cứ vô mánh thôi. Thích thì chiến luôn. Chém mình được một phát thì cái đội quân của mình cũng vào tát cho chục phát rồi. Sao mà đỡ được, sao mà ăn lại được cái đội quân khôn lỏi này các bạn thấy chưa. Nhìn thấy những cái kẻ địch không có mảnh giáp nào nó sang thế đấy. Nó cứ thấy con nào nó la vô nó chém. Còn đi mà đánh mấy cái thành, gặp mấy con lính mặc giáp các thứ thì trốn như gì ấy. Ban đầu mình quay lại nơi này với mục đích chỉ là để trả thù thôi. Nhưng mà sau khi trả thù xong thì mình thấy là trong này nó có đồ ấy. Mặc dù nó có những cái bẫy nhưng mà không sao. Đó, cảm giác cái bẫy để hù dọa người chơi mà cái bẫy còn chưa kịp dọa mình thì cái đội quân đấy nó hù dọa luôn cái bẫy rồi. Và trong này sẽ có một cái bình, mình đập cái bình này ra sẽ có đồ. Và cái bình này còn có cả mấy cái cạm bẫy thứ hai cơ. Nó sẽ chăng vào mình một hiệu ứng thuốc bất kỳ ấy, có thể bị độc ấy. Nhưng mà không sao. Nhưng mà mấy cái đồ trong này nó cùi quá, cũng không đáng thì mình phải hy sinh ấy, cho nên là thôi. Mình cũng chả cần đâu. Mấy cái bình này đúng cùi luôn á. Cái thứ đáng quan tâm nhất chắc là cái nhà thờ này thôi. Mình không để ý một chút thôi mà cái làm lính của mình đã đánh nhau với đội quân nào ở trong này rồi. Mà chết một vài tên. Không hiểu sao luôn. Sảnh ra một phát là hẹo luôn rồi. Chủ quan chưa? Ui, do mình chủ quan thì kiểu nghĩ là kẻ địch yếu ấy. Nhưng mà ai ngờ nó đông quá các bạn. Trong cái nhà thờ này quá trời luôn. Nó la ra nó chém ý, hình như là mất 3-4 cái tên báo đời rồi. Mà mấy cái ông báo đời này thì cũng trả thù cho đồng đội sung lắm cơ. Cái ngựa xương mà ông đang định cưỡi đi về mà ông cũng chém mất. Đó, kỵ binh cưỡi ngựa xương nó chém chết thằng kỵ binh xong nó chém luôn ngựa xương. Khổ chưa. Thế mà lúc mình bị đánh thì nó không trả thù sung vậy đâu. Thế mà lúc mấy cái thằng báo đời khác bị đánh thì nó trả thù sung lắm. Đúng là mấy cái thằng báo đời ngồi bên nhau mà. Trả thù xong rồi khu mộ thì mình lại đến thêm cái khu nấm. Đây thì cũng là một nơi ngày trước mình bị đuổi cho rớt cả dép này. Cái thời mà mình còn chưa có cái gì trong tay cả thì nó đánh mình chạy tay khói luôn. Và đây hình như là một nơi cư trú của mấy con người đất. Nó không phải là người thường ấy, nó là người đất kiểu như thuộc dạng quái vật ấy. Và đây là cuộc chiến giữa quái vật và báo đời. Mà cảm giác báo đời không ăn lại rồi các bạn ơi. Mặc dù là cầm kiếm kim cương ấy nhưng mà chém cái cục đất này sao ấy. Đáng lẽ mình phải cho bọn này cầm cuốc này, nó cuốc mấy con đất này nó mới khỏe được. Còn cầm kiếm kim cương chém mãi không có chết. Không biết là do sai vũ khí hay là do con này nó trâu nữa. Tất nhiên là bọn mình vẫn thắng thôi, nhưng mà hy sinh thì cũng khá nhiều. Nhưng mà không sao, cái bọn không có não này thì mình chế tạo bao nhiêu cũng được hết á. Chỉ tiếc cái bộ giáp thôi, nhưng mà bộ giáp khi mà nó chết thì nó không rơi ra nữa. Mình chỉ phải đứng nhìn bọn nó đánh thôi. Thằng nào mà chết thì mình ra mình lộn giáp về, mình chế con mới mình cho nó mặc giáp. Giờ thì bọn mày hiểu cái cảm giác bị người khác đứng nhìn mình đánh nhau chưa? Đấy, hiểu cảm giác chưa? Nói thế thôi thì dù sao thì mình cũng là chủ tướng của bọn nó, mình vẫn phải tham gia vào đánh nhau thôi. Mà con này nó trâu thiệt đấy, nó đánh mình một phát nó cũng gần đi này. Và con mình hy sinh cũng khá là nhiều ấy. Và cảm giác nhìn làm lính của mình hy sinh thì mình cũng khá là đau đớn. Thế là mình quyết định dành thời gian cày cuốc mà cho mỗi thằng một cái bộ giáp kim cương luôn. Và để cho bớt khó chịu với cái độ ngu của mấy con này thì mình đã cho nó mặc skin của mình. Nhưng mà cảm giác cho nó mặc skin của mình rồi nó vẫn ngu hay sao ấy.
Hiện tại thì mình cũng đã có đội quân và cũng có được một cái khu thành của riêng mình, nhưng mà mình cảm giác cái tòa thành vẫn rất là bé. Và thế là mình quyết định mở rộng thêm căn cứ. Đầu tiên là sẽ làm một cái bờ rào để bảo vệ khu của mình đã. Mình cũng mất một ít thời gian để mình ngồi khám lại thêm mấy cái đuốc để tránh spawn với con zombie ở trong khu của mình. Trở lại vào trong thì mình chế tạo ra được một cái máy farm trees, là một cái farm cây á. Để mở ra được một đế chế thì không có nghĩa là mình sẽ phải đi làm mọi thứ, ví dụ như tướng gì mà lại đi suốt ngày đi chặt cây với trồng lúa. Thế là mình cũng nghĩ ra một cách, đó chính là làm máy farm tự động. Với cái máy farm này thì mình có thể biến cái đám bất tài vô dụng kia trở nên có ích hơn. Đầu tiên mình sẽ cần chọn một chỗ phù hợp với cái máy farm cây, tại vì nó khá là tốn diện tích, nó tốn tận 16x16 ô cơ. Đặt cái máy farm ra và đặt thêm cái bảng hiệu 16 ô vô nữa. Thế là mình đã có thể mở rộng nó ra 16 ô. Chỉnh xong phạm vi thì mình sẽ thấy được cái viền của cái máy farm của mình. Để cho cái máy farm hoạt động được tốt thì mình sẽ phải lấp lại toàn bộ ở trong là đất. Loại cây mà mình lựa chọn để farm là gỗ sồi, tại vì xung quanh đây toàn là gỗ sồi thôi. Còn cái gỗ kia thì nó khá là xấu, với cả cái máy farm nó không dễ lỗi nữa, cho nên mình cũng không có cần. Chặt hết mấy cái gốc cây mà đợi một lúc thì những cái lá cây nó sẽ tự rụng xuống cho mình những cái mầm và những quả táo. Trở về nhà thì mình chế tạo thêm những cái con NPC. Về công thức thì nó cũng khá giống như con báo đời kia thôi. Mỗi tội nó đổi từ cái kiếm sang cây cúc thì mình sẽ được những con worker. Worker là kiểu công nhân ấy. Mình đặt mấy ông này ra với một hy vọng là hy vọng mấy ông này sẽ làm việc ổn một chút, đừng như cái biệt đội báo đời kia. Cho mấy ông hẳn một cái rìu kim cương rồi đó. Thế mà không làm ăn ra cái gì thì cũng chán lắm cơ. Đặt hết thì mấy ông ra thì việc đầu tiên mấy ông mới đòi là ăn. Trời ơi, mình đặt mầm cây vào trong cái máy thì cũng chẳng hoạt động đâu. Giờ phải cho mấy ông này ăn á, đó. Ăn no xong mới làm được việc. Ừ thì mình cũng biết là có thực thì mới vực được đạo, thì mới làm việc được. Phải ăn thì mới làm việc được đúng không? Nhưng mà nãy cái đám báo đời kia nó cũng đòi ăn ấy, xong nó làm ăn trả ra cái gì cả. Ở đấy đầu tiên là thấy mấy ông trồng cây là thấy được rồi này. Để mà thưởng cho mấy ông đấy thì mình đã làm thêm một cái ngôi nhà mini. Đây là nơi chứa thức ăn này. Thực ra thì mình muốn nói đây là cái máng lợn cơ, nhưng mà không nên, mình cảm giác không nên nói như thế, nó tục tĩu quá. Mình chỉ việc để thức ăn vào đây thôi, khi nào mấy ông này đói thì tự lại đây mà lấy đồ ăn. Ăn xong thì lại làm việc tiếp. Hãy thà bậy đi chứ có phải trẻ con đâu, con nít đâu mà tối ngày người ta phải mớm cho ăn. Mà đặt cái máng đựng đồ ăn ra thì không hiểu sao cái biệt đội báo đời này nó thông minh đến cái mức mà có cái đường đi đây ra lấy đồ ăn nó cũng không thèm ra, nó đâm đầu vào tường kìa. Trời ơi, mà cả nhà còn đúng 40 cái bánh mì mình để vào cho cái đám chặt cây này nó ăn thì cái đám này nó ra cướp hết luôn rồi. Thôi tốt nhất là bọn này nên cất đi, cái biệt đội báo đời này ở ngoài nó báo quá báo rồi. Ở đây thôi thôi để cất luôn này, khỏi cái đâm đầu vào tường này đấy đấy. Báo quá trời rồi, báo quá. Và để kiểm tra xem mấy ông công nhân này làm việc có hiệu quả không thì mình đã lấy bột xương ra để mà bón cho những mấy cái cây. Đó, giờ thì mấy ông mới chặt đi. Chặt đi kìa. Ô, hiệu quả ghê. À đây, đây, đây rồi. À là mấy ông ấy còn chưa kịp nhận ra là cái cây nó lớn các bạn ạ. Trời ơi, IQ cao quá em ạ. Ở đây rồi thì mấy ông nhận ra rồi đấy. Ừ. Đầu tiên là mấy ông ấy sẽ chặt những cái lá cây trước, xong thì mấy ông này mới chặt đến cái phần gốc. Lạ nhỉ, sao lại chặt lá trước ta. Nhưng mà không sao, kệ, ít ra là mấy ông có hoạt động là tôi vui rồi. Nhưng cùng gỗ và những quả táo sẽ được để riêng ở một ô, và những cái mầm cây sẽ được để riêng ở một ô khác. Từ giờ thì mấy ông thần này sẽ tự động trồng cho mình và tự động thu hoạch luôn, mình sẽ chẳng cần làm gì ở đây nữa. Đấy, nếu mà mình cần làm chắc cũng chỉ là tiết tế đồ ăn cho mấy ông này thôi. Tiện thể thì mình cũng làm thêm được một cái máy farm nông sản nữa. Farm xong cây rồi thì cần đến những cái đồ thức ăn ấy. Giờ có nhiều lính hơn rồi thì mình cũng không thể nào mà tự trồng lúa được, cần thêm một cái máy farm lúa tự động nữa. Và với cái ruộng lúa cũ của mình thì chỉ cần hai cái máy thôi là cũng bao quát được toàn bộ cái ruộng rồi. NPC để mà trồng lúa thì vẫn là mấy ông worker thôi. Mỗi tội là mình sẽ cho ông này cầm cái cuốc chứ không phải là cầm rìu nữa. Và do đây là môi trường làm việc khép kín, mình cũng sợ mấy ông này lao ra chỗ mấy ông chặt gỗ ấy, cho nên là mình đã làm cái hàng rào để mà nhốt cái ông này lại. À không, nó nhốt thì nó thành nô lệ quá. Không. Đây là mình xây cho mấy ông ấy một cái nhà các bạn. Nhà không có cửa, có phải có hàng rào chứ. Và mình cũng thay cho mấy ông này cái skin của nô lệ. À nhầm, skin của Kuro. Đó. Ý mình là mấy ông này làm việc cho mình vất vả như thế này thì mình sẽ coi mấy ông này là bạn thân các bạn hiểu không? Trời ơi, những người nô lệ. À nhầm, những người bạn thân của tôi. Ngày trước thì mình có đặt mấy con này ra để mà làm bảo vệ mấy con nhặt cây này này. Nhưng mà dạo gần đây mình thấy ngoài cái việc ăn nhiều ra nó không có cái tác dụng gì hết á. Thế là mình cất hết cái đám bất tài vô dụng này lại đó. Còn cái đám này tạm thời mình sẽ cho nó ăn cà rốt đi. Bây giờ mình cũng không còn lúa để mà làm bánh mì nữa. Bánh mì giờ để mình ăn thôi.
Chứ cái đám này nó cũng không xứng đáng để ăn bánh mì đâu. Sau một thời gian trôi qua thì mình chỉ cho cái đám Kuro này trồng lúa thôi. Sắp tới mình sẽ nuôi thêm bò, cho nên là khoai tây và cà rốt cũng không cần thiết nữa. Và cái máy phong cây của mình hoạt động cũng khá là năng suất đấy chứ. Bỏ ra thức ăn nuôi cái đám này thì mình nhận lại được táo và những cái cục gỗ. Mỗi tội là khi trời tối thì đám này nó sẽ cần ngủ, nó không có làm việc. Và cả cái đám Kuro này cũng thế luôn. Ban đêm chả thằng nào chịu làm hết đó. Căng ca chút thôi mà cũng căng nữa. Và cái điều mình lo lắng nó cũng đã đến rồi. Cũng đã đến lúc mà cái cây nó cũng mọc ra nhiều hơn. Và cái đám không có não này thì đấy, nó cứ biết ném cái cây ra đâu. Nó ngồi nó hừ hự trong vô vọng kìa. Nó vẫn ngồi nó chặt cây. May mà có mình ở đây cứu nó chứ không mà nó hẹo rồi. Để cho an toàn lao động hơn thì mình đã làm thêm một những cái hàng rào, không cho nó lao vào trong cái máy này nữa. Chứ mắc công nó lao vào đây mình lại mất thêm mấy thằng lao động chân chính. Khổ lắm. Và mình cảm giác khi mình đặt cái gỗ này nó sẽ che mất cái máy và sẽ có nhiều người không có chỗ để mà làm việc ấy. Và thế là mình đành hy sinh thêm một mảng đất nữa để mà làm chỗ đứng cho bọn nó thôi. Dù sao thì cái đám không có não này nó cũng không có trồng cây lên đá đâu, cho nên là khu này cũng an toàn. Bọn này sẽ không rúc đầu vào cây để mà chết nữa. Ừ thì nó không rúc đầu vào cây nữa thật. Nhưng mà mình không ngờ đến cái việc mà nó chặt luôn cả cái hàng rào luôn. Ơ kìa. Nó không phân biệt được cái nào là để hàng rào, cái nào là cây ấy. Nó rõ ràng là ngoài phạm vi của cái máy farm nếu cơ mà ta thì đánh cách cả một ô vậy. Bất ổn từ cái đám đinh đến tận cái đám công nhân cũng vẫn bất ổn luôn. Cuối cùng sau bao nhiêu thời gian thì mình cũng sửa được cái máy farm gỗ hoạt động được trơn tru rồi đó. Nhưng mà khi bước vào trong nhà thì mình cũng không hiểu sao còn nó mỗi 3 thằng Kuro thôi. Rõ ràng trước đấy mình để 6 thằng Kuro canh hai cái máy mà giờ còn 3 thằng. 3 thằng còn lại đâu trời. Có khi nào mấy cái thằng Kuro này nó đánh nhau nó chết trong này không? Ở đây, ba quốc kim cương này dấu hiệu này. Không biết có cãi nhau choảng nhau gì trong này không gì vậy trời. Mà mang tiếng người ta bảo là máy móc thì hay lỗi. Còn mình cảm giác người nó hay lỗi hơn máy móc ấy. Không hiểu sao cái máy để ăn đêm mà không ai thấy, không nhìn thấy cũng không chịu ăn luôn. Mình phải cất từng con NPC lại mình đặt ra thì mới hoạt động được. Trời ơi, cái máy mà hay lỗi thế này không biết hoạt động có ra gì không trời. Nhìn cái gì mà nhìn bạo ngồi canh cái đám này, có mỗi việc canh nhưng mà không canh được. Nhìn nó cũng giống mình đấy chứ, nhưng mà sao lại không thay mình canh cái đám này được ta. Chán đời được chứ, quá là chán đời về cái đám NPC đấy rồi. Nên mình quyết định vào trong nhà chế tạo ra được một cái máy hoạt động bằng nguồn nước. Tiện thể thì mình chế tạo thêm một cái máy farm động vật và một cái máy farm cá. Tiện thể thì ở cạnh nhà mình có cái đầm lầy thì mình sẽ đặt cái máy farm cá ra trước. Cái máy farm cá này nguyên lý hoạt động nó không giống mấy kia thôi, nhưng mà lần này mình sẽ không dùng sức của người nữa. Mình sẽ lợi dụng cái nguồn chảy của nước để mà tạo ra năng lượng. Năng lượng sẽ giúp cho cái máy này hoạt động được, mình sẽ không cần người nữa. Gì chứ giờ mình không thể nào tin vào mấy cái thằng báo đời kia được nữa rồi. Nó quá báo rồi, thằng nào thằng ấy báo không chịu được. Đấy, và mình sẽ có cá, tự động có cá luôn. Để cho năng suất hơn thì mình sẽ đặt tầm 2 cái. Mình sẽ có rất nhiều cá, cũng không lo về vấn đề thức ăn nhá. Mấy thằng báo đời kia nó cũng ăn cá, cho nên là mình có thể lấy cá cho nó ăn cũng được. Công việc tiếp theo của mình đó chính là cần xử lý cái chuồng bò nữa. Cái chuồng bò này hiện tại nó đang cao trên một block so với vùng đất của mình, và nó khiến cho cái vùng đất này cực kỳ xấu. Và việc đầu tiên mình sẽ phải làm cho nó bằng phẳng lại đó. Mà nó tốn khá là nhiều thời gian đấy. Và cũng không hiểu sao khi mình trở lại vào trong nhà thì cái đám Kuro nó không biết nó đào tẩu hay đi đâu mà nó hẹo hết luôn rồi. Đây là còn sót lại cái cuốc, mình không biết là nó vứt cuốc nó đình công hay là nó chết rồi cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ không thấy còn con nào cả. Từ 6 con bây giờ còn không con luôn. Thôi thì tiện thể mình làm thêm 2 công trình thủy điện ở đây luôn đi. Ban đầu thì mình nghĩ là cái đám kia nó đánh nhau nó chết, nhưng mà đánh nhau thì không thể nào mà chết chụp như thế được. Ít nhất phải còn một thằng còn sống đúng không? Còn đây nó đi hết luôn thì mình nghĩ là do nó vứt cuốc nó chạy ấy, nó lười làm việc á, chắc có đào tẩu luôn rồi. Và giờ thì mình cũng không cần nữa, mình chỉ cần nước thôi, là mình đã có một cái ruộng tự động rồi. Mình kiểm tra thì mình thấy cái farm gỗ đã dừng hoạt động, mấy con này cũng không có làm gì nữa. Ở trong cái dương trong này nó quá ít chỗ, nó không thể nào mà chứa thêm được nữa, cho nên nó không hoạt động. Và thế là mình đặt thêm một cái dương kim cương ở một cái phễu ở bên dưới để cho nó hút những cái item gỗ ở bên trong này ra. Và rất là may, cái phễu nó chỉ hút táo và gỗ thôi, còn mầm cây thì nó không mà hút. Thế là cái máy farm này là 10 trên 10 rồi đó. Để mà sửa lại cái chuồng bò được nhanh thì mình đã làm thêm cái xẻng mới và phù phép nó lên. Và ngay từ lần đầu tiên mình đã được một cái cây xẻng xịn. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu bằng việc đào hết những cái khối đất ở xung quanh cái chuồng bò lên. Mình sẽ cố gắng làm cho nó bằng phẳng lại chứ hiện tại nó quá là bấp bênh rồi. Ở đấy, trước bị con creeper nổ ở đây mình còn lấp đều lại cơ. Sau một hồi tính toán thì đây sẽ là chỗ mình đặt cái máy farm bò. Và bây giờ công việc của mình ngoài cái việc hạ nền xuống thì mình sẽ phải làm thêm một cái hàng rào mới để mà cho cái đám bò nó vừa khít vào trong cái chỗ này luôn. Để cho công việc được suôn sẻ mà cái đám bò nó không đào tẩu mất thì mình sẽ làm thêm một cái hàng rào mới. Và sau đó mình dụ cái đám bò qua từ hàng rào cũ qua hàng rào mới, chỉ cần cầm cái cục lúa thôi. Do là bên này thấp hơn bên kia cho nên là khi cái đám bò đã qua đây rồi thì không thể nào mà quay trở lại được nữa. Và sau đấy thì công việc của mình đơn giản chỉ là dọn đi những cái hàng rào thừa và những cái block thừa thôi.
trở vào nhà và mình chế tạo ra một cây kiếm kim cương mới. Và mình hy vọng mình sẽ có thể phù phép nó ra cái dòng nhạt 3 hoặc là gây cháy. Mình hy vọng là khi con NPC cầm cái kiếm này để farm, nó sẽ rớt nhiều thịt hơn hoặc là những cái thịt chín cho mình. Và thế quái nào nó ra là cả hai dòng cùng lúc luôn ạ. Ảo thật ấy. Nhưng mà khổ một cái, khi mình đặt con worker ra thì nó không hoạt động nữa. Nó không có farm nữa, ôi là trời. Nó không có tự động farm. Nó chỉ có chặt cây với cả trồng lúa thôi. Khổ cái bọn này ghê ấy. Mình cứ cho nó cầm kiếm thì nó cũng không có farm đâu. Không biết là cái máy này farm từ con gì nữa. Nó cứ cố gắng nó đào tẩu không à. Cho nó cầm kiếm nó cũng vậy à. Có set home mới nói thì cũng thế thôi. Hình như là cái con này nó không sát sinh được mọi người. Mình có chế tạo thêm một con lính vệ quân vào đây nữa, nhưng mà nó cũng không hoạt động. Thôi thì đành vậy. Mình lại phải đặt niềm tin vào máy móc thôi. Chứ cái đám kia nó vẫn ăn hại như ngày nào không à. Mình phải lại tạo thêm một cái nguồn nước mới ở đây, làm ra một cái nguồn thủy điện mới. Cái gì thì cũng phải cần đến thủy điện đấy đó. Không tin tưởng được cái bọn kia được một tí nào. Và cái máy này nó sẽ có hai công dụng. Khi mình cho lúa vào đây thì nó sẽ tự cho cái đám bò này ăn. Và mình có thể cài đặt cho khu vực này có tối đa là bao nhiêu con bò. Khi mà cái số lượng bò nó vượt quá số lượng cho phép thì nó sẽ thịt bớt đi, chỉ còn bằng đúng cái số lượng tối đa thôi. Và mình sẽ lấy được da bò và thịt. Do là ngày trước mình cũng nhân giống được khá bò rồi, cho nên là bây giờ cái máy farm nó cũng hoạt động hơi lâu. Và mình cũng có bắt thêm hai con cừu nữa. Và cũng nhờ đấy cho nên là mình cũng kiếm được khá là nhiều thịt. Hôm sau thì mình có kiểm tra và nâng cấp thêm hệ thống dương và phễu cho cái máy farm cá. Lâu lâu mình không để ý một phát thôi mà nó kiếm cho mình quá trời luôn. Nó không phải là full cá mà là ngoài ra nó còn có thêm những cái sợi chỉ, có thêm những cái bộ sách phù phép, nhưng mà nói chung là toàn rác không à. Cá thì ít mà rác thì nhiều. Mà tiền thể sau này đưa về nâng cấp thì mình cũng nâng cấp luôn cho cái máy farm bò luôn. Sau một thời gian dài treo ở đây thì mình đã có rất là nhiều gỗ, khá là nhiều thịt bò và những cái con cá. Có nhiều nguyên liệu như vậy rồi thì mình quyết định dành thời gian ra để mình nâng cấp lại khu này của mình. Mình cũng chỉ phủ thêm một ít cây xanh và đào thêm mấy cái đường thì khu này nhìn nó khác hẳn luôn. Mình có sửa thêm cái cửa của cái hang động và có xây thêm một cái ngôi nhà kiểu như cái chuồng ngựa ấy. Nhưng mà ngựa ấy chưa có, cho nên là đây thành cái chuồng của cái đám ăn hại này luôn. Mà không hiểu sao cái đám này nó ngu thế mà cũng biết tự mở cửa nó đi ra cơ. Mình định nhốt nó lại, khi nào mà có kẻ địch đến xâm chiếm thì mình sẽ mở cửa ra cho cái đám này nó ra. Ai ngờ nó tự mở được luôn ạ. Thế mà lúc đi xâm chiếm nhà người khác thì không thấy nó mở đâu, mình phải tự mở cho nó mới vô được á. Đúng là cái đám này nó lừa lọc mọi người. Nó giả ngu. Thì ra là thế. Mà không hiểu sao cái con ngày trước mà mình để ở đây cho nó farm bò hộ mình thì nó không có chém. Còn bây giờ nhìn mặt con nào con đấy hầm hầm nhìn cái đám bò của mình kiểu như muốn chém đến nơi rồi á. Ớn thực sự. Thôi để mình lấp cái khu này lại, mắc công nó vô nó thịt hết cái đàn bò thì mệt lắm. Em xin mời anh đấy, em xin đấy. Ngày trước cho farm mày không có farm, giờ thì cứ hầm. Còn ở đây mình có làm thêm một cái cầu thang để mà đi lên thăm cái tháp. Mình đã làm thêm con đường ở dưới này là chính rồi, cho nên là cái khu trên này chỉ để phụ thôi. Mình cũng không muốn phá đi. Và ngày trước mình đã ở đây một thời gian cho nên là cứ để đây làm kỷ niệm đi. Nhìn cái khu của mình có cái tháp nó cũng ngầu hơn. Và mình cũng chuyển cái cờ căn cứ xuống dưới. Và bây giờ thì căn cứ của mình nó cũng ổn hơn ngày trước nhiều rồi đó. Sơ sỉnh một thời gian thôi, mới con này nó lại đớp hết thức ăn của cái đám chặt cây rồi. Thế là mình lại phải cất đi thôi. Khổ quá, làm thì ít ăn thì nhiều, ớn thiệt chứ. Có thể nói là căn cứ của mình bây giờ giàu quá trời giàu rồi. Gỗ thì một núi gỗ luôn, đủ để xây được 1000 cái nhà. Thịt thì cũng không có thiếu, mà cá thì quá trời luôn. Ngoài ra thì còn câu được rất là nhiều sách phù phép, mà toàn là sách xịn không à. Mà mỗi tội là lọc đồ hơi mệt, tại vì nó câu toàn rác thôi, phải ngồi lọc, mệt quá trời mệt luôn. Và bây giờ thì mình cũng đã đủ mạnh, mình nung thịt lên để mà làm thức ăn, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Mình còn dành thời gian để mà test sức mạnh để làm lính của mình cơ. Mình có cho nó cầm cung và khiên. Cái khiên thì nó có thể dùng được, nhưng mà cái cung thì đó. Nó cầm cái cung nó làm được gì đâu. Nó ngồi nhìn cho con skeleton nó bắn không à. Thì ra là cái đám này chỉ dùng được kiếm thôi các bạn. IQ nó bằng không mà đâu có bắn được cung đâu. Giờ thì đội quân của mình cũng full kim cương hết rồi. Mình ban đầu là mình sẽ cho đi thử thách với cái đội kỵ binh ở bên này. Mình có mang theo cả cái máy ăn để mà đỡ bấm từng người một, nó mệt tốn thời gian ra. Và cái lều này là lều của đội kỵ binh. Thì mình thấy là mấy con này chủ yếu là cưỡi ngựa với cả cầm kiếm xịn các thứ ấy. Có con cầm ở kiếm kim cương cơ. Thì mình nghĩ là cái đội này xứng đáng để mà cho đội mình solo thử test sức mạnh ấy. Và lần này mấy anh biết mấy anh mạnh rồi sao ấy, lao vào mầm mầm thôi. Sung chưa? Ôi giời ơi. Cậy có cái đồ kim cương là bây giờ con nào con đấy nó sung lắm các bạn. Mình còn chưa kịp làm gì nó lao vô đánh nhau rồi. Lính như này mới gọi là lính chứ, sung lên anh em. Sung lên. Mình vẫn lao vô cùng anh em luôn cho nó máu này. Đó. Mặc dù là giờ mình chỉ việc đứng ra ngoài thôi, xong đợi một hồi là anh em xử hết. Giờ anh em quá mạnh rồi, anh em liều rồi. Kỵ binh mang kiếm kim cương ra cũng tuổi gì mà anh em chiến quá thịt cả ngựa luôn ạ. Mình đang định bảo là giết người thôi, còn ngựa mang về để nuôi ra, hai người nó thịt hết luôn rồi. Mấy con này tệ thế mấy. Và cảm giác ở lần test đầu tiên này thì không xi nhê. Đội quân của mình nó quá ghê gớm rồi. Bọn này không đủ tuổi, dâm mai với con kỵ binh cưỡi ngựa này. Đấy, cả mình nữa còn không solo lại thì sao ăn lại cái đội quân to lớn này. À đấy, vẫn sót lại con ngựa này. Mà công nhận ngựa của cái đám kỵ binh này nó chạy nhanh thật. Mới tôi là đồ trong này nghèo quá. Đúng là cái bọn này chỉ được cái kỵ binh khỏe thôi chứ chả có được cái gì hết á. Nghèo quá chứ nghèo.
Thử thách tiếp theo của biệt đội của mình đó chính là cái khu ngôi nhà này. Ở đây nó có dùng cả vũ khí hạng nặng cơ, nó thủ nhà các thứ. Mình đứng trên tận ngọn cây, mình quan sát từ xa mà nó bắn tới luôn kìa, ghê chưa. Ê, ui giời ơi, bọn này nó biết thủ thành đấy, anh không biết anh em còn lại không. Mà mình cũng lo hơi xa để phải. Anh em bây giờ ai nấy đồ kim cương quá ghê gớm rồi, lạ vô như điên đấy. Còn chưa kịp bán mưu tình kế sắp đánh từ hướng nào hoặc được nơi nào, anh em cứ thế lao thẳng vào đánh rồi, khổ ghê. Ở đây, đây 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 đây, một mình nó lao vô nó cân cả cái đội quân ngựa này, nó thông minh chưa. Ngày trước thì mình cứ chê nó, thế bây giờ thì nó khác thì châu điên đâu, nó lao vầm 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 không à. Gớm thiệt. Ở đấy, mà mấy con kỵ binh này chỉ được cái đam to rồi, cũng không có khỏe đâu, mấy con ngựa này cũng được vài chém thôi. Trời ơi, đúng là cái đội quân lấy số lượng đè chất lượng mà. Tuy nó không não nhưng mà nó đông ghê các bạn. Còn cái bọn này, cái bọn này nó xây cửa để thủ thành, nó lại để cái công tắc ở bên ngoài ạ. Em không lại với anh đấy. Trong thế giới này cái suy nghĩ của cái đám người này nó lạ lắm. Từ quân ta đến quân địch, ai nấy suy nghĩ đều không hiểu nổi luôn. Ảo thật đấy. À bên này cũng có cửa để tôi mở cho. Không mở được à, cửa này khóa rồi hả? Ở đây thông minh rồi đấy. Ủa mà khoan, được chứ. Ở đấy, cửa để thủ thành nhưng mà bên trong này không mở được, nhưng mà mở từ bên ngoài thì lại mở được. Thật, ông nào thiết kế ra cái quả này xứng đáng 10 điểm. Cái ông nào hiền kế ra cái quả này xứng đáng làm tướng quân. Thông minh như thế thì sống làm gì cho trần đất. Ở đấy mà giờ cái đám này nó lại không mở được cửa nữa này. Em cũng đến lại mới anh đấy. Trời ơi, thông minh đột xuất ngu bất thình lình. Trời ạ. Rồi tí nữa tôi tưởng tôi hẹo luôn chứ. À đây, đây hình như là đây, con trùm này. Chắc cái ông này là cái ông mà chế tạo ra cái quả cửa mở bên ngoài đây này. Ở đây đấy, ông xứng đáng ông hẹo đi. Chứ thông minh như thế sống làm gì cho trần đất. Trời, bây giờ cũng là lúc mình trả thù cho cái con hồi nãy này bắn vào mông mình trên ngọn cây đây. Cầm súng bắn ai ha. Ui cái súng này cũng có máu luôn. Ờ nhưng mà mình chơi dơ một xíu, chém cái súng này nó hơi lâu, cho nên là thôi mình cướp súng trước mặt nó luôn. Cái súng này nó có một cái công tắc để mà biến thành dạng item ấy. Đáng lẽ là phải chém cái súng này nó hết máu thì mới là đúng kịch bản cơ. Nhưng mà không, mình không chơi theo kịch bản, mình chơi theo kiểu sống nhăn vậy đó. Để làm gì nhau. Đấy, mấy cái con tướng mà bị mình cướp mất súng nó đứng nó nhìn không à, tại vì nó đâu làm được gì đâu. Và mình có cướp xong một cái súng này thì mình cũng chẳng biết cách dùng nữa. Sao ấy, nhưng mà kệ đi, mình cũng đâu cần dùng mấy cái này đâu. Và cuối cùng thì đây cũng là cái thử thách khó khăn nhất cho cái đội quân báo đời của mình. Đây là xứ sở của thần tiên hay là yêu quái thì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà con nào con đấy nhìn to con chưa. Nó cầm một cái chùy cực kỳ ghê luôn. Mình cảm giác nó bong phát vào đầu mình là nghìn năm mình cũng không tỉnh dậy được đâu. Và đội quân của mình bây giờ thì máu chiến quá trời rồi. Mình còn chưa kịp kêu xông lên nó la vô đánh nhau rồi. Mà công nhận bọn này nó trâu ghê á. Cái đội quân của mình ai nấy đồ kim cương chém nó mãi nó cũng không muốn chết. 10 ông chém một ông mà mãi cũng không chết thế này thì một mình chém thì bao giờ nó chết đây. Cảm giác cũng mất lực lắm chứ. Cảm giác mình đang chém với con này trong vô vọng ấy. Quân lính của mình thì càng ngày càng hao hụt đi. Bọn này nó chém chết mà. Công nhận bọn này nó trâu thiệt. Mình cũng muốn lục lọi mấy cái dương ở đây lắm, nhưng mà không có lục nổi. Thế là quân số của mình nó cứ tụt dần thôi. Còn mãi thì mình mới giết được có một con mà trong này nó đông quá trời luôn. Thậm chí mình còn phải đào một cái lỗ vào trong nhà để mà trốn vì bọn này nó quá mạnh. Thế mãi mới giết được một con, bây giờ nó còn một đống như này thì làm sao đây? Ở trong cái khu thành chính nó còn một đống nữa ấy. Cũng chưa phải là hết đâu. Mình cứ mải đứng ở trên cao và mình chém xuống thôi, mình cũng đâu có nhận ra đội quân của mình bị chém gần hết đâu. Đến lúc mình nhận ra thì cũng chỉ còn có một vài con thôi à. Và mình đã hạ quyết tâm, mình sẽ phải trả thù cho anh em của mình. Mình đã tạo ra một đội quân mới hùng mạnh gấp 10 lần đội quân cũ. Còn ngu thì vẫn thế. Ờ thì mình đã nói rồi, thì về chất lượng nó không tăng được thì mình sẽ phải tăng về số lượng. Và đây, kẻ thù trước mặt, anh em xông lên. Và thế là mặc dù kẻ địch rất là mạnh nhưng mà quân mình quá là đông, chém một hồi thì cũng chết thôi. Bây giờ quân mình quá đông rồi. Có chết thì mình cũng hồi sinh ra thêm con nữa mình chém à. Cho nên là bọn này cảm giác bất lực luôn. Cái điều mình thắc mắc ở đây đó chính là tại sao cái đám này nó to như thế mà những ngôi nhà ở đây nó vẫn nhỏ. Thì mình nghĩ rằng đây cũng là cái bọn này đi xâm chiếm được thôi, chứ không phải là nhà của bọn nó đâu. Ở đó mà rãnh mình cũng cực kỳ đau luôn nha. Mặc dù mình ăn táo vàng và mình có giáp kim cương mà nó quất mình cũng ngu đầu luôn á. Và lần này thì mình đã có chiến thuật hơn, mình không muốn trốn. Mình đứng ra trước mặt nó để cho nó mải nhìn vào mình thì nó sẽ không tấn công với đội quân của mình nữa. Và đội quân của mình cũng không phải hy sinh quá nhiều. Mình lấy thân mình ra mình dụ đó, mang tiếng là tướng ấy, nhưng mà phải dụ cho cái đội quân nó đánh cái này. Sau một thời gian cố gắng của toàn bộ anh em, à không, trừ cái thằng này ra, nó đang mải ngắm trời ngắm trăng gì đấy, kệ nó đi. Bố cái thằng chỉ thế là giỏi thôi. Đấy, sau một thời gian nỗ lực của
không phải máy ra chỗ kia. Thôi thì coi như là thời gian nỗ lực của một vài anh em thì mình đã tiêu diệt được đến con cuối cùng rồi. Rồi khu này cũng không còn ai nữa. Giờ sạch sẽ khu này xong thì cũng đã đến lúc quan trọng nhất là cái lúc mà mình sẽ đi khui đồ. Nó khỏe như thế thì chắc chắn đồ trong này phải xịn. Sao lại là bò lúa? Ủa? Sao lại là bò lúa đây rồi Dương? Kiếm kim cương, giày kim cương. Đấy, bảo rồi phải như thế. Giữa này cất gì đây? Thế này nó cất một vài những cái đồng này là đồng bạc mà đúng không? Ôi trời, tính ra nó nghèo chết luôn á. Trời ơi, những cái sự hy sinh của những người anh em của tôi đổi lại những cái thứ này sao? Nó còn làm mây nữa, trời ơi. Anh em tôi hy sinh để tôi lấy được những cái... Ừ thì mặc dù là đồ phù phép đấy nhưng mà nó không xứng đáng để anh em mình phải hy sinh như thế. Thôi, mình nghĩ kỹ rồi. Chiến tranh chỉ đem lại những cái điều đau đớn thôi. Mình quay trở về nhà sống chung với anh em với cuộc sống hạnh phúc còn hơn. Cái vương quốc của mình chắc là cái vương quốc đủ đầy nhất ở trong này rồi đấy. Làm gì có cái vương quốc nào giàu hơn đâu để mà mình phải đi cướp nữa.